Thêm một người bạn là người ta trêu mình là yêu cũng vui. À, vâng, đến ngay cả các anh các chị lớn tuổi rồi đến cơ quan mấy cô cứ ôi giời ơi, nếu mà anh mà bây giờ bỏ vợ hoặc là anh chưa có vợ thì chắc là em sẽ lấy anh hay yêu anh, thì mình cũng hiểu cho nó vui thôi, mình cũng chẳng nặng nề làm gì cái chuyện đó. Hay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo Bắc Giang đâu ạ? Alo, em chào anh Thành Văn ạ. Chào bạn. Em chào anh Thành Văn và chào tất cả các thính giả đang nghe đài. Và em có một câu hỏi với chương trình như này. Bạn nói đi. Vâng, em thì đang quen một cô bé ở trong Sài Gòn. À, mình chỉ quen nhau qua điện thoại thôi. À, thế nhưng mà cô bé ấy thì có một cô em gái của em điện cho cô bé ấy. Thì cô ấy lên một chương trình quà tặng âm nhạc, cô tặng cho em bài hát. Thì em gái của em mới điện đến hỏi bảo là thế chị quen là anh Hiền từ khi nào? Thì cô bé lại bảo là tôi là người yêu của anh Hiền, tại sao bạn lại xem về chuyện tình cảm của chúng tôi làm gì? Thế thì em thực sự ra thì em nói chuyện với cô bé thì em không biết là cô bé dành tình cảm cho em từ bao giờ. Thế em có hỏi cô bé thì cô bé cô bảo là thế anh là người yêu của em thì làm sao? Thế thì bây giờ cô bé ấy cũng nói gì với em trước à, là như thế. Bây giờ tự nhiên là cô ấy nói như thế, vậy em cũng biết giờ em cũng biết làm nào thì em giờ chương trình tư vấn cho em. Cô ấy nhận bạn là người yêu thì tốt quá, còn bạn có nhận hay không tốt, thì tốt chuyện thì vâng vâng tốt thì có, thế nhưng mà em lại chưa thấy có cái gì gọi là để mà dành tình cảm ra. Rồi thế bạn không có tình cảm thì thôi chứ ai bắt bạn, không phải là ai bắt mà bây giờ cô ấy lại cứ như thế, nên là ví dụ người bạn của em mà nghe được người ta lại cứ tưởng là em yêu cô ta thật thì đôi lúc nó không hay toàn nói ra. Vâng. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi em? Là năm nay 27 rồi anh ạ. Rồi vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. À vâng, anh chào em. À, vâng, anh chào anh Đinh Đoàn ạ. Vâng, nghe giọng anh đồng lắm rồi, hôm nay vừa nói chuyện này. Đã có vợ chưa? À, em chưa, hiện tại vẫn đang độc thân vui tính. Ồ, độc thân vui tính. Chính vì vậy mà mình cứ đi lên trên các chương trình quà tặng âm nhạc với kết bạn bốn phương ở... À, đây đúng rồi. Đấy, đúng không? Em công việc làm ăn thế nào? Em là người chính trị, và em đang dẫn chương trình cho một đoàn ca nhạc của câu lạc bộ ca nhạc Tình Thương anh. Ồ, rồi. Cũng là đoàn của em, bọn em ở Hà Nội, còn em đi khắp nơi cả. Rồi, còn cái cô bé Sài Gòn thì là như thế nào em? Cô là người bình thường, cô đang làm tóc ở trong Đồng Nai. Thế sao rồi làm sao lại rồi em rồi có cô em gái, cô em gái lại quan tâm? Có là như thế này. Em thì cô ấy lên chương trình của quà tặng âm nhạc thì cô ấy yêu cầu làm quen, thì cô ấy lại thể hiện một ca khúc mà chính cô ấy hát, thì em thấy cô ấy hát hay quá thì em mới lấy số em làm quen. Thì vâng, làm quen một thời gian thì em với cô ấy cũng có một dịp là hát song ca cùng với nhau qua điện thoại. Ui dồi ôi, thứ nhất anh muốn nói thế này. Mình không đặt vấn đề là người ta yêu giả vờ, bởi vì người ta cũng chẳng có lợi dụng được mình cái gì, cũng chẳng khai thác được cái gì. Hãy hiểu rằng đấy là một người rất là vui tính và cũng là người chỉ thông qua tiếng hát rồi quen với nhau thế mà cũng đem lòng thương mến được, giống như là chàng Trinh Chi đúng không? Nhưng thôi mình không để ý đến cái đó làm gì nhiều. Bây giờ thì em cũng nghĩ rằng là em có dự định là sẽ yêu ai đó ở gần gần và tiến tới kết hôn không, hay là cứ cái này em chưa, cái này em chưa. Thêm một người bạn là người ta trêu mình là yêu cũng vui. À, vâng, đến ngay cả các anh các chị lớn tuổi rồi đến cơ quan mấy cô cứ ôi giời ơi, nếu mà anh mà bây giờ bỏ vợ hoặc là anh chưa có vợ thì chắc là em sẽ lấy anh hay yêu anh, thì mình cứ hiểu cho nó vui thôi, mình cũng chẳng nặng nề làm gì cái chuyện đó. Tập trung làm ăn tích góp tài chính, thế rồi cũng đến ngày mình cũng sẽ phải đến với một ai đó. Tuy nhiên thì tất cả các mạng xã hội rồi kể cả phát thanh truyền hình làm quen qua điện thoại rồi trên Facebook, Zalo gì đó chỉ là cái cớ để chúng ta quen biết nhau. Còn thì nếu mà có tình yêu thật hay không thì không có gì thay thế được bằng sự gần gũi gặp gỡ trực tiếp. Cũng có những người đấy cũng vì như thế mà mến cái tiếng nói hay là mến cái bài hát của nhau, rồi đến lúc rồi người ta bay vào Sài Gòn gặp mặt nhau, rồi sau đấy gặp cái là thấy rằng không thể rời được nữa thì đi lại một số lần, rồi sau đó thì quyết định kết hôn, ví dụ như thế. Nếu không tiến xa được thì dừng lại ở cái tình bạn cũng rất là tốt, rất là vui.
Vâng, thì trong trường hợp của em thì... Tôi mình cũng chỉ là bạn mình với nhau thôi, chứ đừng lên mà tình cảm mà anh cũng không thích đem cái tình cảm để trêu đùa như thế. Đừng nghĩ cô trêu. Được yêu một ai đó, đem lòng nhớ một ai đó cũng là một cái niềm vui của người ta. Mình cũng chẳng trước hay làm cái gì cả, mình không cho người ta không đáp thì thôi, cũng không có trách móc làm gì. Chẳng lẽ bây giờ người ta lại phải lên cải chính là hôm nọ tôi đùa chứ thật ra không yêu đâu à, đúng không? Nếu như nhất là trong hoàn cảnh của em, nếu có định tiến tới yêu thương với ai và lấy vợ, anh nghĩ rằng cũng gần gần một chút và thực sự phải biết nhau, hiểu hoàn cảnh, thật sự hiểu. Bởi vì là bây giờ em thì ở ngoài Bắc Giang và cô ở tận trong Sài Gòn và em cũng không muốn đi đấy, bởi vì là thực sự ra thì em cũng chỉ sợ là những cái tình cảm nó đến sâu nặng quá rồi thì đúng là khó. Không, không sâu được, bởi vì không gặp mặt trực tiếp mà cứ chỉ có qua cái nọ cái kia thì nó chỉ đến mức độ thế rồi, khó mà sâu được nữa. Hãy tập trung làm ăn và nếu như có xác định tiến tới hôn nhân thì hãy tìm ở những cái đối tượng tương đối gần gũi và hiểu biết mình, đặc biệt trong hoàn cảnh của em thì phải cần như thế nhé. Vâng, xin cảm ơn anh Minh Đoàn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay và cuộc điện thoại gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em nghe đây ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì vậy? Tại vì sao cái hồi mà em 17, 18 tuổi như thì em sống ngoài quê. Em có thương một cái anh ấy và anh ấy cũng thương em. Gia đình thì gia đình nhà của anh ấy con một. Mà gia đình nhà anh gia đình là giáo mà em thì lại đem đạo. Cho nên hai bên không có cho mặc dù là thương nhau tới mấy năm luôn. Thế sau đó là em mới đi vô trong Sài Gòn em lập nghiệp. Thế em gặp ông xã em bây giờ em lấy chồng. Nhưng mà thực tế thì chúng em yêu nhau hồi đó thì trong sáng ấy chẳng có biết cái gì đâu. Thực tế mà nói yêu nhau chứ không có như thời bây giờ đâu. Thực tế chính vì thế hay là nó giữ lại những cái kỷ niệm đẹp ấy. Cho nên sau này em có gia đình em lấy chồng rồi thì thấy không khổng như là không có tình cảm với chồng đâu, nhưng mà thấy ông xã em ông thương lắm, gia đình người chồng người ta cũng thương lắm. Thế là tôi nghĩ mình cái thôi mình lớn mình gật đầu mình lấy chồng giống như vùi lấp những cái chỗ khoảng trống của mình để cho nó quên, nó biết đâu là mình có sẽ lấy chồng rồi mình sẽ quên. Nhưng mà thực tế khi em lấy chồng đến 10 mấy 20 năm nay em cũng chẳng quên người đó, nhưng ông xã em thì họ không có biết mà ý là cứ khi ngủ rồi mình chẳng muốn nghĩ tới thôi, nhưng mà vừa trong giấc ngủ nó cũng thấy cái người nó về hiện về chẳng hiểu sao. Mà thậm chí trong cuộc sống gia đình vợ chồng thì là em rất là sợ cái chuyện vợ chồng. Em né ông ngoại, ông có khi ông đi sai lại còn mừng em cứ né ông không á. Rồi thì bây giờ bạn mong muốn điều gì ở chương trình Cửa Sổ Tình Yêu? Em hiểu, còn em cũng sợ là mình bị bệnh, nhưng mà thực tế thì mình đi khám mình cũng không có bệnh gì cả. Rồi. Nghĩ là hay là mình bị kho hạn quá rồi cũng đi kiểm tra nội tiết tố trong cơ thể đấy không có sao, nhưng mà khi là vợ chồng gần nhau thì chắc như là không có một cái cảm giác cảm xúc gì hết, là do ảnh hưởng của mối tình kia hay là do một cái tâm lý hay là bị lãnh cảm gì không biết. Là chương trình cho em một cái lời khuyên là mình muốn làm quen được cái người đó, mình làm cách nào để cho họ đừng có nghĩ tới ha. Rồi bây giờ thì anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Rồi, chào em. Em nghe đây. Năm nay là ba mấy rồi? Năm nay 40, chứ phải ba mấy rồi. Thì hơn 30 một chút thôi. Các cháu lớn chưa? Con em mười mấy tuổi dạ. Mười mấy tuổi. Con trai em mười mấy tuổi dạ. Mình có đi làm gì đó? Dạ không, em làm công việc ở nhà. Em làm tiệm may ở nhà. Rồi. Anh hỏi thế là bởi vì thế này này. Lớn lên thì mình đã có một cái mối tình với cái anh ở gần nhà. Thế xong rồi đến lúc vào Sài Gòn thì gặp ông xã mình cũng ngày xưa cũng là người trong sáng. Nên là gặp rồi dù là không phải tình yêu ngút trời nhưng mà mình cũng nghĩ rằng đến lúc lấy chồng thì... Đúng rồi đó. Lấy chồng. Và thực sự ra trong đời mình nó không có quá nhiều hình bóng những người đàn ông. Có cho nên... thì em có rất nhiều luôn đấy. Con nhớ em cả 5-7 người đi qua cuộc đời em nhưng chỉ có một cái người đi giữ lại thôi, còn... sau khi em chia tay cái mối tình ấy rồi là gặp như là em không có thiện cảm với bất ngờ những người đàn ông là em lấy là lấy thôi chứ em không rồi. Có thiện cảm gì cả. Thế bây giờ thì có còn duy trì liên lạc gì hay chỉ là không, mỗi không, mình không. Mình tơ em tưởng cũng hay là tự trọng lắm chứ mười mấy năm nay em cũng không thèm gặp mà em cũng không thèm không mặc dù gần nhà nhưng em cũng không muốn gặp lại để ảnh hưởng tới cả hai bên, em cũng gặp lại. Anh ấy cũng có vợ có con và anh cũng chẳng biết là mình thương anh đến thế. Anh cũng chẳng biết anh thương anh nhưng mà ý là mình cũng có lòng tự trọng mặc dù mình rất thương chính cái lòng tự trọng của anh đó mà nó giết chết ngay cái mối tình của em từ ban đầu, tại vì em thương nhưng mà em cũng không bao giờ em thể hiện là mình là người yếu đuối, mình là người yêu người ta quá trời gì đó. Rồi rồi.
Nghĩa là không phải là hai người đã từng yêu nhau thắm thiết để lại trong lòng có nhau. Có, yêu nhau mấy năm thắm thiết, nhưng mà lúc nào khi em bỏ đi là em tự chủ chia tay trước, không phải anh ấy chia tay em. Thế cho và nói là mình chủ động chia tay nhưng rồi cả cuộc đời không quên được. Dạ đúng rồi. Tức là cũng một phần do gia đình, nhưng mà mình chia tay trước để mình lấy cái lòng tự trọng là mình chia tay để mình đi tìm một con đường khác, để mình vùi lấp hết những cái gì mà nó thuộc về quá khứ để mình làm lại một cuộc sống mới. Rồi. Không có nghĩ gì tới, nhưng mà thực tế thì khi 2 năm sau chia tay chúng em cũng không quên được nhau. Nhưng mà khi về rồi thì lại bảo là hoàn cảnh nếu mà lấy nhau thì cũng chưa chắc là ấy, thì tụi em lại quyết định ra đi một lần nữa. Tức là sau khi 2001 em về một lần, sau đó 2003 thì em lấy ông xã em. Nhưng mà khi em lấy rồi thì em lại chẳng thể nào quên được ông ấy. Nên là như vậy cũng thì ông cũng không biết đâu, ông không nghĩ là mình chắc có chồng sung sướng giàu có thì chắc cũng chẳng nghĩ gì tới ông nữa đâu. Thật ra thì có thể là phía anh chẳng nghĩ gì nữa, anh có vợ ông, con ông rồi bây giờ công việc nó bùi lấp đi rồi. Đúng rồi đó. Thế này, cái gì mà nó đã để lại dấu ấn ở trong đầu thì không có cái cách để cho nó quên. Có một cách nhưng mà chắc chả dám làm, đó là uống cái thuốc gì mà cho nó lú lẫn đi xong rồi. Không, sau lúc mở mắt dậy thì quên sạch cả quá khứ, chứ không phải chỉ quên ông này đâu ạ. Tự nhiên thì nhà tôi ở đâu nhỉ? Quên cả tiền đó. Rồi lại ăn cơm rồi lại bảo chưa ăn, hoặc là có chồng có con rồi thì cứ rằng là tôi còn độc thân thì chết. Nói vui vậy nhưng để nói rằng là mình đừng mong ước rằng là sẽ quên đi. Có những thứ ta nhưng mà em cũng có ý định là một ngày là em về quê em sẽ gặp lại. Không biết là chương trình có nghĩ là sao em nên gặp lại hay là không ha. Anh cho đến bây giờ anh ngoài 50 tuổi rồi, mỗi lần mà về quê anh vẫn sang nhà các cái cô bạn mà ngày xưa cũng đã từng yêu chứ không phải là bạn gái đâu đấy, cũng sang chơi. Thế là cô ấy, có những cô bạn gái giờ lên chức bà rồi, anh còn mang kẹo sang bảo tí nữa ngày xưa là ông là lấy bà của cháu đấy. Em thì em cứ nghĩ là nếu tới như vợ người ta ghen thì sẽ là ảnh hưởng tới người ta, thì em cũng chẳng tới, tại vì em thì ở trong thành phố, người ta thì ở người quê. Ai cho nên mà cũng như là cuộc sống của em thì sẽ sướng hơn người ta rất nhiều. Khi em đi xa thì em lấy ông xã em để cuộc sống cái gì đầy đủ, em sống trong thành phố. Không sao. Nhưng mà cơ bản nhất là mình phải biết rằng là sang chỉ để gặp nhau, để nhớ lại, nhắc là ngày xưa hồi còn bé nhà vì nhà gần nhau thôi, chứ không kể lại hay là hờn dỗi tự nhiên lòng lại trỗi dậy này, kể rằng anh có biết không, 20 năm qua em không thể nào quên được em anh xong. Trời ơi, lòng tự trọng em cao lắm. Thế con nhỏ con gái em đã cao rồi chứ đừng nói bây giờ. Thế thì không sợ gặp lại đi, Tết thì về ngoại ăn Tết xong rồi thậm chí là nhắn tin anh sang bên này. Ôi không bao giờ nhắn tin. Em là chỉ có đàn ông họ hạ trước em, chứ em không hạ trước họ bao giờ cả. Ôi thế rồi. Thế thì này, hãy giữ lại nó làm kỷ niệm. May mắn là thực ra thế này, hiện nay công việc của em nó cũng tương đối, tức là vất vả đó, nhưng mà cũng là nó cũng bó gọn ở trong nhà. Chứ còn thì nếu như khi mà em bươn trải với đời, em làm ở công ty, nay đi xuống Vũng Tàu công tác 3 ngày, lại lao xuống Phú Quốc, rồi lại phải bay ra bay vô, một ngày em phải tiếp xúc với hàng tỷ người, thế rồi có đủ các loại mối quan hệ khác nó. Vậy em không còn nghĩ tới nó phải không? Thì nó sẽ đúng. Vì trong dù sao chăng nữa trong lòng em nó còn đang rất là trong sáng, ở trong cái rổ hay là còn gọi là trong cái tâm thức của em cũng chỉ có một số hình ảnh nhất định, và hình ảnh của anh tình đầu ấy là nó sáng giá nhất, tức là ngôi sao sáng nhất ở trong cái đầu em, cho nên em nhớ. Thế còn bây giờ nếu mà đấy, có những lúc người ta nói rằng là cứ nghĩ rằng nếu mà không một ngày nào đó không nhớ, không nghĩ đến anh ấy thì chắc mình chết. Thế rồi cuộc sống nó thay đổi, rồi mình thay đổi môi trường, mình gặp người nọ người kia, có những lúc mình rung rinh xúc cảm, xong rồi bận ơi là bận ấy. Thế rồi ngoài công việc ra thì lại còn hội họp, rồi chuyện cơ quan, rồi làm thêm, làm nếm, làm trong, làm ngoài. Vợ chồng thỉnh thoảng còn cãi nhau, dỗi nhau, vân vân. Thế thì mình sẽ không có nhiều thời gian nghĩ đến anh ấy. Nhưng cuộc sống của mình rất là may mắn, hiện nay là êm đềm, mình chủ động ở trong cái việc làm ăn kinh tế, mình cũng không có nhiều các mối quan hệ xã hội rộng nữa, thành ra nó không loãng ra được. Và của mình thì nó cứ cô đặc lại ở việc anh ấy, không sao cả. Sợ nhất là trong đầu nó cứ trống rỗng, chẳng có cái gì mà nghĩ. Ít nhất thì bây giờ mình còn nhớ về quá khứ, nhớ về quê, còn nhớ được có cái hình bóng của một cái người mà đã làm cho mình hơi bực, nhưng mà mình vì lòng tự trọng mà không thèm van xin nhá. Không sao đâu, cứ để thế, nhưng mà đối mặt với nó đi. Tết ra chơi, kể cả nếu mà ông xã ra thì dẫn cả ông sang bên giới thiệu ông xã em đấy, ngon không? Mà không biết ông thương, mà cả gia đình người chồng người ta cũng thương đúng không? Rồi, rất là may mắn đấy, thế nhá. Dạ. Yeah.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Minh Toàn, xin chào bạn nhé. Dạ, cảm ơn chương trình. Dạ. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Cao Bằng. Alo, Cao Bằng đâu ạ? Alo đấy ạ, anh. Chào bạn. Dạ, em có hai câu hỏi dành cho chương trình ạ. Vâng, bạn nói đi. Dạ, cái đấy một tháng ấy, em có quan hệ với bạn gái của em ấy. Ừ. Em về em đái thấy có bút bút ở trong ấy. Ừ. Hôm nay em hỏi chương trình là như vậy có phải là em bị viêm nhiễm đường sinh dục không? Có thường xuyên quan hệ với bạn gái không hay là đây là lần đầu tiên? Là lần đầu tiên ạ. Thế à, yêu nhau lâu chưa? Là yêu nhau lâu rồi ạ. Thế à, và đây mới quyết định là lần đầu tiên quan hệ với nhau à? Dạ vâng. Thế mà ngay lần đầu tiên đã thấy buốt rồi. Dạ vâng. Đã đi khám ở đâu chưa? Dạ em chưa ạ. Năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Em 27 ạ. À thế à, nghe giọng tôi lại cứ tưởng mười mấy. Dạ vâng. Chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng. Chị chào em. Dạ em chào chị ạ. Sau khi quan hệ mà thấy thay đổi luôn là đi tiểu mà buốt nhá, thì đấy là một trong những cái dấu hiệu mà chứng tỏ rằng là mình có thể bị viêm đường ở nam, gọi là viêm đường sinh dục tiết niệu do lây truyền qua quan hệ tình dục. Ngoài cái chuyện mà đi tiểu buốt, em còn thấy cái gì nữa không? Mà tôi hỏi tai của em thì em bây giờ em từ đó là về thì em thấy một bên tinh hoàn bên trái của em thấy nhỏ hơn bên phải. Nhỏ hơn nhiều không? Nhỏ hơn hơi nhiều ạ. Thế á? Mà từ sau khi buốt viêm đấy á? Dạ vâng. Vậy thì với những cái dấu hiệu đấy thì nên đi khám luôn, khám sớm đi rồi. Dạ vâng. Đó chứng tỏ rằng là có viêm đường sinh dục rồi. Nhá, nếu chỉ đo đi tiểu buốt không thôi thì còn bảo viêm đường tiết niệu, thế nhưng mà lại nó lại có là tinh hoàn nó nhỏ đi sau cái lần đấy, thì cái viêm nhiễm ấy nó là viêm nhiễm của cả hai đường sinh dục và tiết niệu. Có thể nó lại chỉ là sinh dục nó là nặng hơn, và nếu nó liên quan đến viêm nhiễm đường sinh dục ấy thì nó có thể là một cái nó rất là nặng nề cho sức khỏe sinh sản của em. Vì vậy có ảnh hưởng gì đến sau này của em không anh? Có thể nếu mà cái mức độ viêm nó nặng rồi bây giờ nó nhỏ xong rồi nó teo, thế xong rồi nó lại lan sang bên kia, nó lại nhỏ tiếp, nó lại teo tiếp, và tinh hoàn là cái nơi sản xuất tinh trùng mà. Dạ, nếu vâng. Mà nó teo một bên, nó hết chức năng của bên này thôi, hy vọng còn một bên thì cái nhà máy bên kia nó còn sản xuất được, đúng không? Hy vọng mong manh. Thế nhưng mà vẫn cứ phải chữa, bởi vì nếu không chữa thì nó lại sang cả bên kia nữa. Vì vậy không có lý do gì để em chủ trừ. Và bây giờ đi khám là em tìm luôn cái bệnh viện mà em ở Cao Bằng. Thì em có thể ra bệnh viện tỉnh, nếu mà cái khoa tiết niệu mà nó tốt ấy thì em khám, và nếu có điều kiện thì em có thể lên Hà Nội để tìm một cái bệnh viện mà nó chuẩn xác luôn đi. Vì mình còn trẻ tuổi nhá, tương lai nó còn đầy trước mắt ý, và càng muộn thì nó càng khó khăn em nhá. Vào khoa em cứ vào khoa tiết niệu. Và nếu không em không nhớ thì bởi vì nó là, hoặc là ở bệnh viện đấy có khoa nam học thì em vào khoa nam học rồi. Thế nhưng mà từ giờ đến lúc đi khám ý thì không quan hệ tình dục nữa nhá. Và nếu mà yên tâm hơn nữa, mà đấy là cái bạn gái mà mình xác định là sẽ lấy làm vợ, thì lôi cả bạn gái đi xuống khám cùng để điều trị cả đôi nhá. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Vĩnh Phúc. Alo, Vĩnh Phúc đâu ạ? Em chào anh ạ. Chào bạn, câu hỏi của bạn là gì? Em có câu hỏi là em bây giờ là ở trường hợp là em trước kia thì em đi lại với cả bạn gái là chị của cái em có yêu cô chị. Thế nhưng mà một thời gian sau thì cả cô em với em cũng có tình cảm. Thế bây giờ là trong thời gian vừa rồi thì hai chị em đều có chữa hết đấy anh. Rồi thì bây giờ có nghĩa là hai chị em thì có nghĩa là em cô gia cô chị thì chỉ biết là em tình cảm với cô chị thôi, chứ còn cô em thì lại không biết là có tình cảm với cô em, nhưng cô em lại biết là em có tình cảm với cả hai người. Bây giờ hai người đều có chữa mà hai người đều cũng muốn xây dựng gia đình hết rồi, thì bây giờ làm sao? Có nghĩa là bây giờ là lúc mà cô chị bây giờ cũng muốn em là xây dựng gia đình với cô ấy, còn cô em cũng muốn thế. Thì ý em bây giờ em... Thế bây giờ bạn muốn thế nào? Bây giờ bạn muốn xây dựng gia đình cả đôi à? Hay là muốn xây dựng gia đình với ai? Em thì em vẫn muốn là xây dựng với cô chị. Thế nhưng mà bây giờ lại làm cho cả cô em có thai rồi đúng không?
Thế hai cái thai là mỗi cái mấy tháng? Cô chị thì hơn một tháng, cô em thì chắc là được một tháng anh. À, tức là chênh lệch nhau có mấy ngày thôi. Sao bạn giỏi thế? Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Rồi chào em. Em là hai mấy em? Em năm nay là 35 rồi. À 35. Chưa lấy vợ bao giờ đúng không? Chỉ đi này. Chưa. Thế mới có hai chị em cô này hay đã có ai mà rơi vào tình trạng thế này chưa? Chưa, bây giờ mới thế. Bây giờ mới thế, còn từ trước là ngoan đúng không? Gần đây tự nhiên với lại trong nửa tháng làm cho hai chị em nhà cô. Em nói thật chứ hả? Cái chuyện của em là chuyện thật hay là em cũng đặt tình huống thôi? Em là sự thật đấy. Sự thật. Thế mà em vẫn cứ bình tĩnh thế này, em có dự định gì chứ? Tuy lúc mà chưa hỏi cửa sổ tình yêu thì đầu em đã có dự định thế nào? Là nói với cô em rằng là anh sẽ lấy chị em, hay là nói với cô chị rằng là thật ra thì anh chỉ muốn làm em rể của em thôi? Đã thì nói lúc mà thì là yêu cô chị, những lúc hai em cũng nghĩ là đơn giản thì thỉnh thoảng cũng đi chơi thôi anh, thì trong khi đó nó nảy sinh tình cảm đó thì mình cũng chả ấy được. Rồi, tức là thế này, em thì em yêu cô chị, thế nhưng mà thỉnh thoảng đến nhà mà cô chị đi vắng thì lại đi chơi với cô em. Cô em thì cũng kiểu vô tư, thì hôm nay mình chẳng nghĩ ngợi gì cũng đi chơi cùng. Vô tư mà mình, ông anh thì lại làm cho cô có thai thế, chết thật. Anh thì anh không tin rằng em sẽ lấy được một trong hai cô đó đâu. Nếu như là người tử tế thì không ai người ta, vì chuyện này chắc là sớm mượn nó cũng sẽ lộ ra. Em thấy khó chịu. Có thể đây nó chỉ là cái chuyện mà em còn đang chưa xác định gì. Một người nghiêm túc, 35 tuổi, một người đàn ông đáng lẽ chững chạc rồi, nghĩ đến chuyện là yêu ai, thương ai rồi, giữ gìn cho người ta rồi tiến tới hôn nhân, thì không lý do gì tuần sau đến chơi để rủ cô em người ta đi ngủ để làm cho cả hai chị em cũng có thai. Thế cho nên là về mặt tinh thần thì em cũng chưa chuẩn bị lấy vợ được đâu. Thế và chuyện này thì cũng em không thể rẻ cái nhà ấy được, nói thật đấy. Mà nếu mà bố mẹ nhà cô ấy mà biết thì chắc cũng, dù em có quỳ xuống em xin là cho cưới cô chị thì còn thì có trách nhiệm với cô em, hay là cưới cô em thì giữ thai cô chị chẳng hạn, thì nhà ấy người ta có ế chắc người ta cũng không gả con gái. Không gả vì nhiều lần em cũng bảo cô em rồi, là bây giờ như thế thì quên cô em là đi bỏ đi anh. Bỏ đấy là em chỉ che giấu được cái hậu quả trước mắt thôi, nhưng mà rồi em định là bỏ xong rồi em quăng người ta đấy, xong em đi em cưới cô chị người ta. Thế rồi trong lúc chưa cưới mà em đã lại làm người ta có thai có chửa, sau này thành anh rể trong gia đình rồi em đi lại rồi thì như thế nào? Cho nên là không, anh nghĩ rằng là em thật sự phải nghiêm túc hơn thì mới sống được, thì mới trưởng thành được, chứ còn thì cứ cho rằng các cô em ấy, một cô mới 22, một cô 20 đều non nớt, nhưng mà em thì không thể là non nớt được nữa. Mà em để đẩy mình và đẩy hai cái cô gái kia, mà trong đó có một người mình yêu thương và một người thì không làm chị vợ thì cũng là em vợ của mình, mà rơi vào tình huống này thì phải nói là vô cùng cực kỳ khó khăn. Bây giờ tốt nhất không gì bằng em cứ phải thú nhận. Thú nhận tất cả với cả hai, chứ em không nghĩ rằng là phải lừa cô em để nói với cô chị, hay lừa cô chị nói với em được. Nói thật là đúng là cũng thôi, thì vì lý do gì không biết, cho rằng say rượu hay là do lúc ấy không làm chủ bản thân biết, nhưng mà đấy, bây giờ thì cả hai chị em cùng có thai rồi, và cái thai ấy đều là của anh. Thế thì bây giờ thì hai chị em tính thế nào? Thực ra là ba là em thì là em làm ở công ty đô thị Vĩnh Yên, nhưng mà dạo này em lại phải đi Hà Nội không? Em làm ở dưới Hà Nội, em cũng tình huống này em khó quá, nên là đi lái xe suốt thì cũng là chả dám về nhà. Hãy gọi điện, hãy bằng cách này cách khác, Hà Nội Vĩnh Phúc rất gần, thông báo cho hai cô biết rằng hai cô đều có chửa, đang có thai, và cái thai đều là do tôi, xem hai cô mong muốn thế nào nhá. Nhưng mà anh tin rằng là chắc sớm muộn thì các mọi người, người ta cũng biết, vì em có thể trốn ở dưới Hà Nội thì cứ lấy lý do lái xe không về được, nhưng mà cái thai thì nó không đợi, và các cô ấy thì cũng đang rất là sốt ruột nóng lòng. Và đấy, anh mới nói rồi, em chưa trưởng thành mà. Trong lúc này mà mình đi lái xe, mình chả nghĩ gì để hai người phụ nữ, một người có chửa một tháng, người tháng rưỡi, cứ ngồi đấy mong ngóng đợi chờ mình. Thế thì rõ ràng là mình chưa có tinh thần trách nhiệm.
bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình, lấy vợ lấy chồng, yếu tố hàng đầu là tinh thần trách nhiệm cơ. Thế thì em chưa đủ tuổi để lấy vợ đâu, có thể là đủ tuổi để ngủ với lại các bạn gái thôi, chứ còn thì làm chồng hay làm cha là chưa sẵn sàng tinh thần đâu. Lúc này không quanh quẩn, không dối trá được nữa, hãy cứ thật đi rồi xem là các cô ấy khi còn non nớt quá rơi vào tình huống ấy, khi cô biết sự thật rồi có thể cô sẽ nhờ gia đình cô sẽ có cái sự hỗ trợ với các cô, chứ còn em thì đã đang buông rồi, đúng không nha? Vâng, xin cảm ơn anh Đinh Toàn, hy vọng bạn sẽ giải quyết được rõ ràng cái chuyện tình cảm của mình lúc này. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Alo, xin chào thính giả gọi đến từ Hải Dương. Vâng ạ. Tôi đang nghe đây. Anh ơi, em hỏi nhé. Vâng. Em bị bệnh huyết trắng mộ đấy. Rồi, huyết trắng. Vâng. Con nghĩa là cách đây 3 năm. Vâng. Thì em đi ra quận huyện Củ Sản, Hà Nội đấy. Vâng. Thì em khám thì người ta bảo em là huyết trắng mộ. Vâng. Các chị ấy bảo là thế em có cháu nào chưa, em bảo là em có một cháu trai rồi. Thế là chị bảo tôi cứ về sau này nếu mà lâu nặng ấy thì cắt bỏ cái vết tròn mà vết bị bệnh vết trắng âm hộ đấy. Vết trắng à? Vâng, vết trắng ở âm hộ đấy. Vết trắng ở âm hộ. Vâng. À, tức là nó như là cái vết tràm đúng không, nó biến đổi màu sắc ở da đúng không? Vâng, đúng rồi. À, tôi nghe từ nãy giờ bạn nói không rõ, tôi là tưởng huyết trắng rồi. Thế nếu mà bác sĩ bảo là nó lan ra, nó rộng ra thì có thể cắt ra đi, đúng không? Vâng. Rồi, thế bây giờ nó to ra hả? Nó lan là nó ăn lan ra bên ngoài trắng trắng đấy anh ạ. Thế à? Em sợ là em không sinh được đấy. Thế là sang năm 2016 ấy. Vâng. Thì vợ chồng em chia tay nhau. Ồ. Vâng. Chia tay nhau thì đến năm đầu năm 2017 ấy, thì em lại đi một bước nữa anh ạ. Rồi. Thế là em mới sinh được cháu gái đấy. Vâng. Được bây giờ là 3 tháng rồi. À thế à? Rồi. À, thì em nghĩ là em không đẻ được, nhưng mà em thấy vẫn đẻ bình thường ấy. Ừ. Cái kia thì tôi nghĩ là nó chỉ là một cái biến đổi sắc thể ở ngoài da, màu da nó thay đổi thôi đúng không? Vâng. Tại vì em sờ cái chòm đấy đấy, cái chòm ngay chỗ đấy đấy, của mình đấy. À. Nó hơi sần sần đấy ạ. Bây giờ bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tâm sự với bạn nhé. Vâng. Chị chào em, thế bây giờ em muốn hỏi gì ở chương trình em? Thì em muốn hỏi là nếu sau này em phải phẫu thuật cái chỗ đấy đi thì em cũng vẫn không cháu bình thường đúng không ạ? Ờ, bây giờ cái vết đấy nó là vết gì, nhưng mà nghe như em kể ấy, thì nó có vẻ như là của sùi màu gà. Cũng vẻ như thế nhưng sờ vào nó lồi lồi lên xong nó cứ sần sần ở trên mặt, đúng không? Không phải là sùi màu gà mà là gì? Bữa đấy em đi xét nghiệm ở bệnh viện Phụ Sản đấy chị ạ. Ừ. Phụ Sản Trung ương ấy, người ta kết luận em là vết trắng của cái âm hộ. Ừ. Chứ không phải là sùi màu gà chị ạ. Thế bây giờ là nó to đi rồi. Nó to lên rồi, đúng không? Nó kiểu như là nó như có những cái mụn cứ tấm, sợ nó sần sần thôi. Ừ, thế bây giờ làm sao, lo gì? Bây giờ em muốn hỏi là, thế ví dụ như mà em mà có bị, em mà phẫu thuật cái chỗ ấy đi, thì em có sinh cháu được nữa không? Bây giờ như này nhá, cái thứ nhất rằng là em đã có cái vết trắng này từ trước khi mà có cháu thứ hai này. Thế và vẫn có cháu, đúng không? Vâng. Thế là mừng nhất rồi. Phải đến 15 năm rồi. Rồi 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 rồi, thế thì bây giờ là mừng rồi có một cháu rồi. Thế và cháu này vừa mới 3 tháng nhá. Thế thì bây giờ cái việc đầu tiên của em là tập trung vào nuôi phục hồi sức khỏe sau đẻ đây này, rồi nuôi cho cháu nó lớn đi. Sau một mà nếu các cái vết trắng đấy nó cũng không phải là cái gì nó gây đau đớn hay nó khó chịu hoặc là nó phát triển rất là nhanh thì nó không đau nhưng mà nó thỉnh thoảng nó ngứa ngứa. Ờ, nó ngứa. Thế thì thỉnh thoảng đi khám và xem người ta có cho cái thuốc bôi cái gì đấy để cho nó dịu đi không. Sau đấy mà con nó cứng cáp rồi thì mình đi khám lại và để khi quyết định là có cắt hay không. Bởi vì một cái câu trả lời của em là em có trong bao nhiêu năm rồi mà vẫn đẻ được mà. Sao cứ lo, nhiều khi cứ lo xa quá ấy. Nhá, mà cái việc con hiện tại mới có 3 tháng, chứ tập trung vào việc đấy trước đi, nhá. Xong rồi một buổi nào nữa lại lên, con nó cứng cáp, chưa phải là cái bệnh khẩn cấp gì cả. Thì con cứng cáp rồi lên Hà Nội rồi là xem có cần cắt hay là không cần cắt, em nhá. Vâng, vâng. Rồi chị chúc em chào chị nhá. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ, xin chào bạn nhé.
Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết thúc chương trình Cửa Sổ Tình Yêu của ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Bắc Giang. Alo ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì? Câu hỏi của em là em sau một lần em cách đây khoảng 2 tháng em một lần em đi chơi du lịch chị. Xong quen một người cô ấy là cũng ở cùng huyện đấy. Vâng. Sau em sau một hai lần hai đi chơi em sau hai ngày em ngày nào em cũng đi cùng với mà cả ngày tối sau em cảm thấy thích rồi. Xong một lần đi chơi ngày đó về xong em bắt đầu gọi điện và nhắn tin. Sau cô ấy cũng hỏi yêu cô ấy cũng đồng ý sau hai tuần sau em muốn cưa cô ấy lên em chơi. Vâng. Sau một lần đi nhà chơi vẫn rất bình thường vui vẻ. Sau một tuần sau thế là cô ấy bắt đầu học. Sau cô ấy bảo nhắn tin ít thôi. Sau em thấy và em cũng nhắn tin ít. Sau một tuần cô ấy bảo không nhắn tin nữa. Thế là sau một tuần xong tuần sau em nhắn tin xong cô ấy bắt đầu thấy bảo là bây giờ em hỏi em cũng nghĩ là cô ấy chắc không yêu em nữa. Xong em hỏi và là thật sự em còn như trước là không. Cô ấy bảo nghĩ là cũng không biết được. Sau em có hỏi cô ấy bảo đừng ép tôi nên em thật sự sau ngày đấy cô ấy bảo cũng không phải chia tay. Sau em nghĩ em thôi. Sau thật sự lâu cũng 2 tuần rồi em nghĩ là ngày nào em cũng không thể quên được nhưng mà em không biết hỏi làm sao. Ừ, thế năm nay bạn bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay em 19 ạ. À, thế cô kia? Cô năm nay 17 ạ. À, cô 17, một chàng 19 đúng không? Vâng. Tôi không hiểu là bạn nếu mà đi tán tỉnh cái cô gái này thì bạn sẽ trình bày như thế nào. Thế nhưng mà cái cách trình bày của bạn nghe buồn cười quá cơ. Phải sửa chữa đi nhá. Nói năng từ tốn thôi và rõ ràng vào. Và bây giờ thì tóm lại là bạn rất buồn đúng không? Vâng, mà em muốn hỏi bây giờ em muốn quay lại thì làm nào anh? Chị đã chia tay đâu mà quay lại đúng không? Ôi, chia tay rồi anh ạ. À thế. Vâng. Thế năm nay thì bạn đang làm gì hay là vẫn đang đi học? Em bây giờ ở nhà giúp đỡ gia đình ạ. À, ở nhà giúp đỡ gia đình. Tức là công việc rất là nhẹ nhàng và rảnh rang đúng không? Vâng. Và cô ta thì đang học lớp mấy nhỉ? Lớp hôm nay học 11 ạ. À, lớp 11 đúng không? Một người thì rất là rảnh rỗi và suốt ngày nhắn tin gọi điện, còn một người thì vẫn còn phải đắm đuối vào việc học hành, trong khi đó còn 1-2 năm nữa thì đã thi tốt nghiệp rồi, đúng không? Vâng. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Ờ, chào em. Chào anh ạ. Ờ, ở nhà làm nội trợ hả? Ừ, vâng. Cắm nồi cơm điện giúp mẹ này, thế xong rồi thỉnh thoảng quét cái nhà này, đúng không? Em không học nữa hay đợt này nghỉ hay là em đi làm rồi? Em đi lạ đi học xong em thi không đỗ anh ạ. À, vừa tốt nghiệp năm rồi hả? Vâng. Có dự định thi đại học năm tới hay là thi nghề hay đi học nghề học nhất như thế nào không? Có, em dự định là đi học nghề anh ạ. Ừ, đấy, cái đấy là cái món mà mình phải quan tâm hàng đầu. Chứ lại không phải là cái món là cái cô bé lớp 11 bây giờ người ta còn lo kiểm tra là nền nếp rồi là thế này thế khác mà mình ở nhà rỗi làm nội trợ mà cái đoàn nhắn tin trong lớp là bây giờ người ta cấm không dùng điện thoại di động. Cô thầy giáo, vâng, cô giáo mà biết là học sinh dùng điện thoại di động tịch thu luôn, chắc là cũng khó, cái đấy phải thông cảm. Nhưng cái điều quan trọng nhất anh muốn nói với em là thế này, em và cô ấy mối quan hệ của hai người chưa phải là tình yêu, gặp nhau 2-3 ngày trong cái đợt đi tham quan nghỉ mát. Thật ra em cứ cho rằng em cứ đi suốt ngày cùng với cô ấy chăng nữa thì cái thời gian tiếp xúc chẳng được bao nhiêu, chẳng hiểu gì về nhau mấy. Ừ, chỉ thấy vui vui hay hay, nhất là cái tuổi của mình vừa mới học xong rồi thi đại học không đỗ, bây giờ cũng buồn buồn rảnh rảnh, có người nói chuyện cũng vui vui, nó là cái xúc cảm ban đầu thấy quý mến thế thôi, chứ còn chưa thể nói là tình yêu được. Vì vậy thì xúc cảm ban đầu ấy nó có thể phát triển lên cao, trở thành người bạn thân thiết, sau này chia sẻ nhau nhiều hơn. Cũng có thể sau 2-3 cái ngày đi chơi, lúc ấy thì đi chơi nghỉ mát, ta chỉ tập trung vào cái việc là hưởng thụ rồi là quan sát rồi chia sẻ giao lưu thôi, không bận rộn với những cái chuyện là công việc hay học hành hay cơm áo gạo tiền, cho nên nó đẩy em và cô ấy nó gần lại với nhau. Nhưng rồi sau đấy khi trở về, người ta lại trở lại cuộc sống bình thường thì thấy hai người còn xa nhau nhiều lắm, chẳng hiểu nhau bao nhiêu, đúng không? Vâng. Cho nên là nó chưa nảy sinh được tình yêu, và lại cộng với việc là năm học mới rồi. Cô ấy sẽ có thể chia sẻ được nhiều điều với mấy cái anh bạn học cùng lớp ấy, bởi vì ngày mai kiểm tra lý rồi, tớ chưa bài này, giờ ra chơi rồi vân vân, suốt ngày ta học với nhau ở gần nhau. Thế còn mình thì chắc là lâu thì mới được một tí nhắn tin, thì cái đó không nuôi dưỡng được tình cảm, rồi sớm muộn nó cũng tan rã. Mình có cố gắng bao nhiêu cũng khó. Mình nhìn thẳng vào vấn đề là chưa là cái gì cả.
coi như là một người gặp gỡ một người bạn mới, nhưng mà thì chắc cũng chả có duyên gì, nó không có gì xa được đâu. Trong khi thì mình hai con người ăn hai con đường khác nhau, mình chuẩn bị tới đây lo xem có đi học nghề học ngỗng rồi là đàn ông đàn an thì cũng phải ổn định cuộc sống đã, thế nọ thế kia. Còn cô thì lo với những cái bài kiểm tra miệng, kiểm tra tiết, rồi vân vân môn nọ môn kia, rồi sang năm chọn trường nào mà thi. Cô ấy lại một con đường riêng, mình con đường riêng, thời gian có ở bên cạnh nhau không bao nhiêu thì chắc chắn là nó cũng sẽ khó phát triển cái mối quan hệ. Thế thì hãy bình tĩnh, cho rằng cái chuyện này là hết sức bình thường, không được gì phải buồn, không được gì phải đau khổ. Và nếu như có rảnh rang thời gian ấy, sẽ gặp lại một vài cái người bạn mà cùng cảnh là thi trượt với mình ấy. Thế rồi là chuẩn bị tâm lý cho cái việc tiếp theo xem như thế nào. Như thế thì sẽ tốt hơn, đúng không? Nhá. Vâng, chúc bạn gặp nhiều may mắn cho cuộc sống và tình yêu nhé. Vâng, cảm ơn. Cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Thái Bình ạ. Alo. Vâng, tôi nghe đây. Câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Anh, tôi em gặp anh Đinh Đoàn, tin đoàn chị ạ. Dạ, tôi có thể biết được câu hỏi của chị là gì được không ạ? Câu hỏi của chị là bây giờ ấy, anh nhà chị cầm đơn xuống cho chị không muốn ký bây giờ. Giờ hỏi anh Đinh Đoàn xem là cho một lời khuyên có nên đi lên trên đấy hay là không nên đi. À, chồng chị là muốn chị ly hôn ấy hả? Đúng rồi, mang đơn xuống cho chị ký rồi thì chị không muốn ký, xong là ông bà chị chửi nhiều quá, chị tức chị ký. Bây giờ thấy bảo mai nó gửi giấy nơi đây rồi, sáng mai nó cầm xuống thì có nên đi không hay là ở lại? Vâng, trong phòng thu của chúng tôi hôm nay có chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi. Chị Mùi sẽ tiếp chuyện với chị ạ. Xin mời chị lắng nghe. Vâng, chào chị. Vâng, chào chị ạ. Vâng. Chị có nói là bây giờ chồng cầm đơn xuống thì như thế là hai người ở hai địa phương khác nhau đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng, chị hiện nay đang ở Thái Bình thì anh ở đâu? Anh ở trên Bắc Giang. À, anh ở Bắc Giang. Anh chị lấy nhau lâu chưa? Lấy được 8 năm. À, lấy 8 năm. Đã có con chưa chị? Có hai cháu, một cháu 6 tuổi và một cháu 4 tuổi. Vâng, tức là đã kết hôn 8 năm và có hai con rồi đúng không? Đúng rồi. Thế nhưng mà khi mà kết hôn thì chị ở quê anh ấy là Bắc Giang hay là ở dưới Thái Bình? Bởi vì trước tôi là chị lấy anh ấy là chị ở trên Bắc Giang ấy cùng với anh ấy. Vâng. Bây giờ là từ trong Tết đến giờ là ở dưới Thái Bình, chị ở từ Tết đến giờ. Vâng. Thế này này, tức là có mâu thuẫn gia đình, thế cho nên là đã về Thái Bình ở rồi đúng không? Đúng rồi. Thế con thì đương ở đâu? Con hiện tại hai đứa ăn ở với chị cả từ trong Tết đến giờ. Có thể hình dung là đã có một cái mâu thuẫn rất lớn, cho nên là chị mang con về ở với ông bà ngoại nhà mình, phải không? Đúng rồi. Chắc là mâu thuẫn lớn lắm, cho nên khi mà chồng đưa đơn mà chị không ký thì là ông bà mới chửi mình đúng không? Đúng rồi. Có thể nói cho chúng tôi biết được là cái mâu thuẫn của chị với cả anh mâu thuẫn là trước ấy, là anh ấy, chị còn ở trên đấy là có một cháu thôi, thì một cháu lại ở dưới nhà bà ngoại, cháu lớn ở dưới nhà bà ngoại, 9-8 cháu đã ở dưới nhà bà ngoại rồi. Thế là đẻ được cái thằng con trai ấy thì chị ốm quá thì chị không làm được, thì anh lại mượn cái con bé này, rồi là chồng thì lại bỏ con này, là một đời chồng thì bỏ. Rồi sau lại lấy chồng thứ hai. Rồi. Thứ hai này thì lại cũng bỏ được một đứa con năm nay học lớp 8 hay lớp 9 ấy. Thì bây giờ lại phải lòng chồng chị. Rồi. Suy chồng chị đánh đập chị, xong là hai đứa bỏ đi sang Trung Quốc. Thế là chị ức quá, chị bỏ này thì ngoại thì trong Tết đến giờ. Rồi. Xong là chả hỏi han mẹ con chị gì. Rồi. Thế bây giờ thì chị có muốn ly hôn không? Hay là không muốn ly hôn? Chị cũng không muốn ly hôn vì là bây giờ chị nghĩ đến hai đứa cháu này, bây giờ nó cứ thỉnh thoảng nó lại bố ông bà lại nhắc là thằng kia nó có gọi điện ở cho mày không, hay có hỏi thăm con gì không, con em như này không phải nhắc luôn. Thế là chị Yên nó lại đột ca ra là nó bảo mẹ ơi bố đâu rồi, bố chả thấy gọi điện cho con rồi. Bố bỏ mẹ con mình à, thế là em lại đi ra trên sau em khóc một mình, em không dám cho chúng nó biết, nó không cho ông bà biết. Thông thường thì có thể là ở khía cạnh của bản thân mình ấy thì các chị em cũng có thể rất là giận và có thể nghĩ đến chuyện là thôi cơm chẳng lành canh chẳng ngọt thì chia tay nhau đúng không? Nhưng mà nghĩ đến con thì phần lớn là mình rất là thương con, để muốn là con nó có cả bố cả mẹ, nhất là khi mà nó còn nhỏ, nó có mấy tuổi.
Tuy nhiên ấy thì như em mình nhiều tuổi hơn bạn mà vừa mới nói đấy, là anh ấy đã đi theo người phụ nữ khác và lại đánh đập mình, thì cái điều đấy nó lại liên quan đến sự an toàn của mình và các con. Cho nên là trong trường hợp này thì phải suy nghĩ rất là thấu đáo, và đặc biệt là phải xem suy nghĩ của ông bà nội trên nhà như thế nào, có bảo vệ mình không, có ủng hộ mình không đấy. Và liệu mình có thể là làm thế nào để cho người chồng ý hồi tâm chuyển ý, để mà không bị vướng vào cái sự lôi kéo của cái cô kia không. Đôi khi thì nó cũng có một cái lúc nào đấy, một cái người đàn ông người ta không được vững tâm lắm ý, mà bị một người phụ nữ lôi kéo quá mạnh, thì người ta cũng sẽ có những cái hành xử nó không được đúng. Thì tất cả những cái này là phải rất là tĩnh tâm để xem. Thế còn cái chuyện mà tòa gọi ý, thì không phải là tòa gọi một cái là xử mà đã chia tay ngay đâu, mà ra đến tòa mình cũng lại không ký vào cái bản án ly hôn mà cũng chưa thành án ngay được. Người ta sẽ phải có những cái hòa giải, vài ba lần hòa giải, có thể hòa giải tại tòa, và thông thường thì người ta phải hòa giải tại địa phương, tức là cái nơi mà mình sinh sống ấy. Thì trước kia là bạn sinh sống ở trên Bắc Giang, ở quê chồng, thì ở đấy có ban tư pháp xã này, có mặt trận này, có hội phụ nữ, có ban hòa giải, tức là có rất là nhiều các cái lực lượng mà người ta sẽ phải làm một cái việc do tòa yêu cầu hòa giải. Tôi nghĩ là bạn nếu như cứ ở nhà thì bạn sẽ không biết được tất cả những cái việc ấy nó sẽ như thế nào. Nên đây là một việc quan trọng, thì bạn phải lên, phải đối diện với cái sự việc này và để tiến hành tất cả các bước. Và nếu mình vẫn muốn giữ chồng cho mình cần phải nói để cho ban hòa giải người ta biết ở dưới xã phường ấy. Bạn hình dung không? Nhá, để người ta ủng hộ mình. Mình cũng phải nói làm sao để ông bà nội thấy được rằng là mình mong muốn giữ chồng cho bản thân và giữ bố cho các cháu. Ông bà sẽ phải thương các cháu chứ, có đúng không nào? Ông ấy thì chết rồi, bà ấy thì già rồi, bây giờ thằng này nếu mà bảo là tao bỏ mày để tao nuôi thằng con trai, để tao cho nó ở với bà ấy, tao không nuôi nó, mà bây giờ con kia nó quyên quyết nó không cho thằng này nuôi, không cung cấp cho hai đứa con tiền để nó bắt thằng kia phải nuôi hai mẹ con nó, thì là một đứa lớn một đứa bé, bây giờ mới đẻ được 2 tuần này, mới đẻ ra được 2 tuần thì... lại đẻ được một đứa con rồi. Chị gọi điện lên nó bảo là mày điện cho chồng tao làm gì, mày mà nên nó tao thì tao chém mày chết, mày không được nuôi chồng tao, thế nào kia nó chỉ thị. Chính vì thế nhé bạn ạ. Ban nãy điều đầu tiên tôi nói với bạn đó chính là sự an toàn. Tôi có nói như thế tại vì là người chồng của bạn đã đánh đập bạn nghe lời cái người phụ nữ kia. Thế cho nên ở đây đấy thì tất cả những cái việc này mình đầu tiên phải đảm bảo được sự an toàn của bản thân. Nếu ví dụ mình đi lên, mình không thể đi một mình được, nếu như cần thì phải có họ hàng nhà mình. Đấy, thế và lên mình có thể phải liên hệ trước với xã, liên hệ trước với địa phương, nói rõ cái tình cảnh của mình nó là như thế, để làm sao khi mà mình xuất hiện ở một cái vùng đấy là mình phải an toàn, bởi vì tất cả mọi thứ thì sự an toàn phải đặt lên đầu tiên. Bạn công nhận không? Đúng rồi. Nhá, đấy, thế thì ở đây là có thể về dưới quê thì phải xin ý kiến của những người ở trong nhà xem là ai có thể đứng ra giúp mình được. Đi cùng với mình phải là những cái người nam giới cũng phải khỏe mạnh này. Nhưng tất nhiên không phải đi để đánh nhau, phải hình dung như thế nhá. Nhưng mà có tính chất là bảo vệ mình. Thứ hai là phải làm sao để những người đó thay mặt mình để có ý kiến, để hỏi ở trên xã phường, ở trên đấy xem là cái tình huống của mình như này thì người ta vào cuộc như nào, người ta giúp đỡ mình ra sao. Em hình dung không nhá? Tất cả những việc như thế là cần phải làm, chứ không phải là tự dưng đơn thương độc mã đi lên. Thế rồi trong cơn nóng giận có thể nói nhau câu này câu khác, thì là cái sự nóng giận nó cứ đẩy lên. Thì có thể là mình có một mình mà, thế và ở kia thì lại hai người, mà rồi là người ta về hùa với nhau, người ta đánh mình, rồi không may nó làm sao thì rất là khổ. Cái đấy là phải lường trước được. Hình dung không? Thế về phía bên kia thì bây giờ con này cứ quyên quyết là không cho nó để gửi tiền xuống đây. Bây giờ con đang ốm ở bệnh viện, giờ gửi tiền xuống nó không gửi. Không, vì bây giờ nó chưa rõ ràng gì cả. Thế còn nếu sau khi đánh giá tình hình mà thấy rằng là
cái người đàn ông ấy người ta cũng không còn tình cảm gì với mình nữa, người ta không còn nghĩ đến đứa con nữa, thì đôi khi cũng đành phải cắn răng mà chấp nhận cái việc là gì? Là thôi, mẹ con mình sẽ nuôi nhau nhưng mẹ cũng không để cho con phải khổ sở, đúng không? Sẽ cố gắng, sẽ nuôi dạy con. Không có bố thì có anh em của mẹ này, có họ hàng này. Thế nhưng mà về mặt luật pháp thì lại phải đòi được quyền lợi. Mà cái này thì tòa án mới là người đứng ra để quy định việc chồng của em sẽ phải cấp đỡ, cấp dưỡng cho các con em như thế nào nhá. Chứ còn mình cứ cãi nhau tay đôi này nó không đem lại cái kết quả gì cả. Em mình dung không? Nên là hỏi không biết là có nên đi lên trên đấy hay là không muốn nên đi. Việc đối diện với vụ việc này là phải lên, bởi nếu không thì mình cứ giải quyết tay đôi với nhau là không giải quyết được. Vì là cưới nhau, lấy nhau thì có đăng ký hôn thú, thì khi không ở với nhau nữa một cách chính thức phải được tòa án giải quyết là gì? Cho ly hôn, đúng không? Cho nó rõ ràng. Nhưng vì đi lên mà trong trường hợp không an toàn thì rất nguy hiểm. Vì vậy chị lưu ý em là phải có những người đi cùng, có những thông tin lên thưa với cả bên chính quyền địa phương để người ta giúp mình trong chuyện đảm bảo an toàn. Em mình dung không? Vâng, nhá. Hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp chị có được quyết định cho chuyện tình cảm gia đình của mình ạ. Xin cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Nam Định. Vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của anh là gì ạ? Em muốn hỏi về cái tình hình sức khỏe của thằng bạn em mà. Vâng, bạn nói đi. Là thằng bạn năm nay nó 26 tuổi mà nó yêu cái cô bé này 23 tuổi. Vâng. Mà yêu nhau 4-5 năm rồi mà bây giờ thì học xong rồi ra trường đi làm, đi khám sức khỏe, đi làm thì lại phát hiện là viêm gan B. Vâng. Thế là bây giờ nó chán rồi, nó uống rượu mà rồi là bạn bè động viên nó cứ chán và nó nghĩ rằng là sau này mà cưới bà, nếu sinh con thì nó có vấn đề gì không ạ? Tâm ra hỏi bác sĩ họ thôi mới. Bạn của bạn phát hiện ra là viêm gan B ấy hả? Hay là cô bạn gái? Tức là mới bạn gái của cái bạn tôi là mới phát hiện ra thôi ạ, tháng này. Vâng, bây giờ hai người rất là lo lắng có thể sẽ ảnh hưởng tới con cái sau này đúng không ạ? Vâng, bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ chia sẻ và tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bạn lắng nghe. Tôi chào bạn. Dạ vâng, chào chị Hoàng Thúy Hải. Thế bạn của bạn đâu mà không gọi điện mà lại phải nhờ mình thế? Nó cứ chán, nó uống rượu sai, thế thì cũng có người thì bạn nó là bỏ, có người thì bạn nói rằng là thôi thì cứ hỏi bác sĩ xem tư vấn như nào, thế nó chán nó mà nó chả thiết gì. Ôi giời ơi, mới có một tí tẹo tèo tèo thế này đã chán, xong người lại là, uống rượu. Là người cứ bảo nói rằng là lấy dần là sao sinh con thì lại viêm gan B cái gì mà thì nó không biết là sao. Mà động viên nó lên Hà Nội khám thì nó chưa lên ạ. Thế xong rồi mai ngày lấy nhau rồi xong gặp nhiều những cái sự kiện khác, nhiều những cái sang chấn khác nó còn to hơn như thế này nữa thì còn chán đến đâu hay làm thế nào nhỉ? Đây nó chỉ là một cái vấn đề nó không phải là quá lớn trong cuộc sống mà bạn ấy đã như thế. Thế thì sau này thì còn chắc còn khó hơn nhiều. Quay trở lại cái câu chuyện của bạn ấy thì tôi muốn chia sẻ thế này. Thứ nhất là không biết là hai bạn ấy đã có quan hệ tình dục với nhau chưa? Chắc là hàng 4-5 năm thì chắc là có rồi, bác sĩ ạ. Tại vì nó như thế này, viêm gan B nó là bệnh lây truyền qua đường quan hệ tình dục. Nó lây qua 3 đường. Đường thứ nhất là nó lây qua đường máu. Đường thứ hai là lây qua đường quan hệ tình dục. Và đường thứ ba là lây từ mẹ sang con. Thế chính vì thế là với những cái người mà nhiễm virus viêm gan B ấy, thì thường là chúng tôi khuyên là đối với người yêu của những cái người đấy thì khi mà biết là bạn tình của mình mà bị nhiễm virus viêm gan B thì tốt nhất là người đấy trước mắt thì nên đi xét nghiệm viêm gan B xem mình đã bị nhiễm virus viêm gan B chưa. Trong trường hợp mà nhiễm rồi, tức là mình đã có viêm gan B thì cũng không biết là có thể do lây từ cái bạn tình của mình hay không, hay là mình cũng bản thân là người mang virus viêm gan B rồi, thì mình sẽ có những cái vấn đề trong cuộc sống để mình có những cái lối sống nó tốt cho gan thì nó sẽ không ảnh hưởng gì. Thế còn trong trường hợp mà bản thân cái người đó mà chưa bị nhiễm virus viêm gan B thì người ta có thể tiêm vaccine để phòng viêm gan B.
Chính vì vậy mà tôi cũng muốn hỏi xem bạn anh đã có quan hệ tình dục với bạn gái chưa, bởi vì đấy nó là một trong những đường lây mà. Thế nếu chắc là có rồi. Họ quan hệ tình dục với nhau mà không có biện pháp bảo vệ nào. Bác sĩ ơi, bạn trai của bạn em ấy là nó kể là bố mẹ nó trước nó tiêm chúng nó rồi, nó còn nhỏ nó tiêm cái viêm B rồi. Ừ, thế thì cũng có thể là bạn ấy đã có cái kháng thể kháng viêm gan B ở trong người rồi thì không có vấn đề gì. Nói với bạn ấy rằng là rất là bình thường. Cứ lấy nhau nhé, quan trọng là mình yêu nhau, mình sẵn sàng chia sẻ với nhau và mình có nhiều các cái vấn đề khác lớn hơn cái viêm gan B đấy trong cuộc sống thì các bạn ấy vẫn có thể tiến tới hôn nhân khi mà thực sự là tình yêu đủ lớn đối với họ. Thế còn khi mà lấy nhau rồi á thì cái cô gái này này, nếu mà cô ấy có mang virus viêm gan B thì cô ấy vẫn có thể có thai bình thường. Đấy. Cuộc sống của cô ấy hoàn toàn bình thường. Chỉ có một điều chú ý thêm một chút so với những người khác, tức là khi cô sinh em bé thì cô ấy phải sinh ở bệnh viện, nó phải từ tuyến tỉnh trở lên. Vâng. Đấy, có thể là tỉnh hoặc là trung ương. Thì ở đó con của cô ấy khi sinh ra sẽ được tiêm một liều huyết thanh kháng viêm gan B. Sau đó thì cháu sẽ được tiêm vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng và cháu sẽ an toàn mà. Nhé. Ừ, chỉ có điều là bạn ấy nên tìm hiểu thêm các cái kiến thức để mà có một cái chế độ dinh dưỡng tốt này, rồi chế độ làm việc sinh hoạt hợp lý. Thì tôi cũng muốn nói với anh rằng là Việt Nam mình là 20% là có viêm gan B mà anh. Tức là cứ 10 người anh gặp trong cuộc sống, 10 người khi 2 người người ta là người có viêm gan B mà. Chuyện đấy hoàn toàn bình thường, người ta vẫn có cuộc sống bình thường. Cái bạn bè cứ tán tỉnh bảo là ngày sau sinh con là lại bị, cho nên là nó cứ chán với mỗi vấn đề thôi. Ừ, đấy, vì người ta chưa hiểu thôi. Khi nói với các bạn của anh ấy là hãy nghe chương trình này này nhé. Và bản thân anh ấy hãy nghe chương trình này để mà người ta sẽ tư vấn thêm cho. Mặt khác mình có thể tìm hiểu, nó về làm rồi chúng em bảo có thể tìm hiểu thêm các cái kiến thức về bệnh lý đấy để mình phòng cho bản thân mình cũng như cho người khác. Cái đấy không có gì đáng sợ cả nhé. Vâng, thế nhé, chào bạn. Vâng, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn chương trình ạ. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Và chúc các bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Alo ạ. Alo, xin chào bạn, câu hỏi của bạn là gì thế ạ? Chị ơi, em có một cái rắc rối như thế này, em muốn gặp chuyên gia tâm lý. Vâng, bạn nói đi. Ý là mình cứ năm 2000 em có yêu một anh được 5 năm. Vâng. Sau đó thì hai người không đến được với nhau. Nhưng mà qua trang Facebook bây giờ thì là bọn em có gặp nhau một lần. Vâng. Nhưng bây giờ là bọn em đã, nói chung hai người đã có gia đình rồi. Vâng. Nhưng bây giờ em rất là khó xử, bây giờ là anh ấy cứ muốn mà gặp em để nói những cái chuyện về ngày xưa ấy. Vâng. Thì ra em thì em rất là bối rối bây giờ, thứ nhất là tưởng như lần xa, thứ hai rằng là bây giờ để tập tình cảm thì em quá là hơi đấm. Vâng, bạn đang rất là bối rối vì là gặp lại người yêu cũ thì tất nhiên còn rất là nhiều tình cảm từ ngày xưa đúng không? Tuy nhiên lại cũng sợ ảnh hưởng tới gia đình của mình rồi tới gia đình của anh ấy. Bây giờ thì xin mời bạn hãy lắng nghe chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi của chúng tôi. Chị sẽ tiếp chuyện với bạn nhé. Xin mời chị Mùi ạ. Chị chào em. Em có nói là yêu nhau những 5 năm đúng không? Thế mà lại xong lại chẳng lấy được nhau. Có thể nói cho chị biết được là vì sao không? Thực ra là ngày xưa là chúng em cũng có ăn ở với nhau ở trong Bình Dương. Thì dân ra bây giờ về trại gian là về bây giờ là không lấy nhau được. À, tức là ngày xưa cũng yêu nhau rất là thắm thiết rồi đúng không? Vâng. Đúng là yêu nhau thông thường thì sau này gặp lại nó cũng vẫn còn vương vấn. Thế đây mà nếu mà mình yêu nhau thắm thiết rồi thì đúng là những cái tình cảm là nó cũng lại cứ thức dậy thôi đúng không? Dạ vâng ạ. Thế nhưng mà em thì cũng ngay lập tức em cũng thấy là nếu mà bây giờ gặp ý thì những cái hệ lụy của nó cũng sẽ rất là nhiều đúng không? Những cái hệ quả không tốt. Nhất là trong trường hợp mà chồng em lại không có nhà, lại đi công tác xa đúng không? Thì đấy là một cái việc mà nó rất là một hoàn cảnh người ta gọi là rất nhạy cảm đấy, có đúng không nào? Và em cũng thấy là em cũng còn vấn vương. Thế nếu như mà mình tự nhận thấy là mình có vấn vương mà đã cảm thấy những cái tình cảm nó cứ thức dậy rồi, vậy đến lúc mình gặp thì điều gì sẽ xảy ra đây, đúng không?
Vâng, để em cũng sợ là cái điều đấy, bởi vì là suốt ngày bây giờ là qua thông tin qua trên mạng ấy, nhưng mà điện thoại đã biết số của nhau rồi, đâm ra cứ hay liên lạc với nhau. Giờ em đang trong dân là sợ rằng gặp lại rồi thì em nghĩ rằng là sẽ cái chuyện là ôn lại cái thời ngày xưa, em giờ em không thoát ra được. Càng ôn lại đúng không, thì cái tình cảm, những cái gì xưa cũ, những cái có thể là những cái mà nó không tốt thì nó cũng có, nhưng mà nó chả nhớ lại đâu đúng không, nó chỉ nhớ lại được những cái gì nó rất là tình cảm, nó rất là đẹp đẽ, rất là quyến luyến vân vân, mà rồi nó cứ đưa đẩy đi và sợ rằng mình không làm chủ được tình cảm đúng không. Đấy, ngay cả sợ nhất cái đấy. Rồi đấy là một, ngay cả trong trường hợp mình làm chủ được đi đúng không, không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng mà nó vẫn có một cái tình huống người ta gọi là tình ngay nhưng mà lý thì gian ấy em. Vâng, thế là tự dưng là chồng đi xa mà ở nhà lại thấy vợ gặp người yêu cũ đúng không. Tôi chả biết là cô với cả anh ấy nói chuyện gì, nhưng mà tự dưng cũng vẫn là cảm thấy bị tổn thương đúng không nào. Vâng. Đấy, thế thì nếu em đã thấy được những cái nguy cơ như vậy thì mình sẽ phải nói rõ với người yêu cũ, tức là đúng là mình có duyên nhưng không có phận với nhau đấy em ạ, đúng không? Vâng. Mình đã từng yêu nhau nhưng mà do điều kiện A, điều kiện B thì bây giờ mà còn quý hóa nhau được, còn trân trọng nhau đấy, ở đây là sự trân trọng nhé, chứ nó không phải là những cái tình cảm say đắm hay là cái gì đâu em ạ. Nhưng mà giữ lại được những cái gì nó quý hóa thì phải giữ, mà muốn giữ thì phải có điều kiện, phải tránh những cái hoàn cảnh nó nhạy cảm đi đúng không, tránh những cái hoàn cảnh mà có thể đưa đẩy. Thì chị nghĩ là nếu người yêu em mà biết được những cái suy nghĩ của em yếu cũ ấy, thì chắc là cũng sẽ trân trọng thôi nhá. Và ngay cả điện thoại nữa, bây giờ bắt đầu nói lại điện thoại và Facebook, nhiều những cái trường hợp mà thấy vợ mình hay chồng mình mà vẫn còn Facebook mấy cả điện thoại với người cũ ấy mà người chồng cũng suy nghĩ lắm chứ không phải là không đâu, nên là em cũng xem cái này là như thế nào được không. Tất nhiên nếu không liên hệ thì nó cũng tiếc lắm đấy, thế nhưng mà bây giờ mình phải đánh giá được là cái gì là cái tốt cho mình, cho chồng mình, cho con mình đúng không. Em cũng nghĩ là thế, nhưng mình phải trong phân tâm ấy, cứ suy nghĩ mãi đắn đo là bây giờ nó cũng khó. Thứ hai là chồng phải đi làm ăn xa mấy năm mới về, nên ra bây giờ cũng nghĩ trong tâm là muốn gặp một lần, nhưng mà gặp rồi lại sợ rằng là cái chuyện ân ái thì lại ghê, thì nên ra em bảo là tất nhiên là đang vậy đó chồng đi những mấy năm nhé, là cả một việc khó khăn cho em. Nó đòi hỏi một cái sự kiên tâm rất là cao và phải rất là nỗ lực để mà tránh xa tất cả những cái gì nó gọi như là sự xa xảy ấy. Nó không vững tâm ý. Chúc em thật vững tâm nhá. Làm sao để chồng thật sự yêu quý. Chào em. Vâng, chào chị. Vâng, xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình, và chúng tôi cũng chúc bạn sẽ giữ được tình cảm cũ của mình thật là đẹp và thật là trong sáng. Xin được cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi ạ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Ninh. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Bắc Ninh. Dạ, vâng. Vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của chị là gì đấy ạ? Em hỏi rằng là có phải là con gái em mới dậy thì lần đầu tiên em thấy bạn em bảo là phải tiêm đúng mũi chống phòng ung thư cổ tử cung, có phải không chị? Vâng, thắc mắc của chị sẽ được gửi tới bác sĩ Hoàng Thí Hải. Xin mời bác sĩ ạ. Tôi chào bạn. Vâng ạ. Bạn đang ở Bắc Ninh à? Vâng ạ. Con gái thì bắt đầu bước vào tuổi dậy thì đúng không? Vâng, mới 12 tuổi. Mới 12 tuổi hả? Thế con học lớp mấy rồi? Năm nay lên lớp 6 ạ. Năm nay lên lớp 6. Thế thì con cũng bước vào tuổi dậy thì, nó cũng tầm tuổi thôi nhỉ. Cũng không phải là sớm quá, nhưng không lo lắm. Thực ra cái vaccine phòng ung thư cổ tử cung ấy thì những cái thông tin là bạn biết nó cũng tương đối là chính xác đấy. Không, tức là chúng tôi thì thường khuyến cáo là tiêm bắt đầu từ khi trẻ khoảng vào dậy thì cho đến ngoài 20. Tốt nhất là tiêm mà khi chưa có quan hệ tình dục lần nào thì là tốt nhất. Bởi vì bản chất của cái vaccine phòng ung thư cổ tử cung ấy, nó là cái vaccine mà khi mình tiêm vào người thì mình có thể sinh ra cái kháng thể để chống lại một số các cái con virus, mà trong đấy có cái con virus nó hay gây ra cái ung thư cổ tử cung. Chứ nó bản thân nó không phải là vaccine phòng ung thư cổ tử cung nhé.
Đấy, mình hiểu là như vậy. Thế chính vì thế mà nếu có điều kiện thì bạn có thể tiêm cho con cũng được. Tiêm, nếu tiêm thì mình đến cơ sở y tế an toàn, tiêm hay tiêm cho bệnh viện à? Nếu tiêm thì tốt nhất là bạn đến trung tâm y tế dự phòng của tỉnh Bắc Ninh. Vâng, vâng. Ừ, ở đấy người ta có một cái trung tâm chuyên tiêm, tiêm các loại vaccine dịch vụ. Thì bạn hỏi bác sĩ, người ta sẽ phải khám cho con, rồi người ta sẽ tư vấn cho bạn kỹ hơn. Như bọn em giờ có lên tiêm không? Bọn em ngoài 30 thì có lên tiêm được không? Chúng tôi thì thường hay khuyến cáo tiêm cho những cái bạn mà chưa có quan hệ tình dục lần nào ấy. Thì nó tốt hơn. Chứ còn bạn thì cũng có thể tiêm được, nhưng tất nhiên tác dụng thì nó không thể như là những cái bạn mà nó còn trẻ. Vâng, cho em hỏi một câu nữa là em uống thuốc tránh thai ấy, hàng tháng hoặc ra, nhưng mà nó chẳng như là tháng nào cũng tụt xuống mấy ngày á. Tháng này thì thấy mùng 2 này, không tháng sau lại xuống tận hai mấy, mỗi tuần mỗi tháng xuống lại 4 ngày ấy chị. Không sao cả. Bạn uống thuốc tránh thai là cái vỉ đó nó là vỉ 21 viên hay vỉ 28 viên? Vì đấy em cũng chẳng biết. Cứ khi nào mà bạn, nếu bạn áp dụng biện pháp tránh thai bằng thuốc thì khi nào bạn ngừng thuốc ấy một vài ngày thì bạn sẽ có hành kinh thôi. Cái vòng kinh đấy là vòng kinh do thuốc, không phải nguyên gì. Em thấy lại thấy nhiều bình thường, nó không uống thuốc là nó thấy ngắn đi ấy. Ừ. Nhanh hơn độ 4 ngày chẳng hạn thế. Đấy là do cái vòng kinh của bạn đang là do thuốc, không có vấn đề gì nhé. Vâng. Bạn cứ áp dụng biện pháp tránh thai đấy đi. Ừ. Vâng, em cảm ơn. Ừ, chào bạn. Vâng, xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Chương trình được phát sóng vào 10 giờ sáng Chủ nhật và phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Mời các bạn tham gia chương trình qua số điện thoại 024-7307-0707. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Cao Bằng. Alo, xin chào thính giả. Xin chào chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? À, cái câu hỏi của em về cái chuyện chăn gối vợ chồng ấy. Vì em thấy giờ này nó không được thoải mái lắm. Liệu chương trình tư vấn giúp em của em có phải bị xuất tinh sớm không? Vâng, những vấn đề cụ thể của bạn thì bạn sẽ chia sẻ với cả bác sĩ Hoàng Thúy Hải nhé. Chị sẽ tiếp chuyện bạn. Xin mời bác sĩ ạ. Vâng, cô chào bạn. Vâng, chào chị ạ. Vâng, bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay 31 ạ. À thế à? Thế bạn lập gia đình lâu chưa? Em được 6 năm nay ạ. 6 năm nay, tôi xin lỗi hỏi gia đình bạn đã có cháu nào chưa? Em có 2 cháu rồi, một trai một gái ạ. Thế à? Ừ. Vâng. Thế mình cảm thấy không hài lòng ý, từ bao giờ vậy? 2 năm nay. Thì nó như thế nào? Tình trạng nó như thế nào? Tình trạng thì nó còn không quan hệ, còn không được đến 3 phút ạ. À. Em tính đấy là từ lúc em bắt đầu hay là em tính cái thời gian mà dương vật nó nằm ở trong âm đạo ấy? Từ lúc cái thời gian cho vào ấy ạ. Thế còn thời gian mà từ khi em bắt đầu ấy, tức là bắt đầu em có những cái ham muốn cho đến lúc em xuất tinh ra thì nó khoảng bao nhiêu lâu? Từ lúc ấy ham muốn thì cũng ham muốn, nhưng mà đến lúc mình còn chưa gì thì nó có khi không kiểm chế được ấy, nó đã ba ấy. Ý tôi muốn hỏi về cái thời gian ý. Bởi vì như thế này, tức là một cuộc quan hệ tình dục thì nó phải trải qua 4 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là giai đoạn mình có hưng phấn. Và khi mình có hưng phấn như thế thì mình sẽ có những cái hành vi để mình thể hiện cái tình cảm của mình, cái mong muốn của mình. Và lúc đó thì nó đòi hỏi là phải có sự hợp tác của phía người vợ nữa nhá. Giai đoạn thứ hai là giai đoạn nó lên đến hưng phấn thực sự đấy nhá. Giai đoạn thứ ba là giai đoạn cao trào, tức là các bạn quan hệ tình dục thực sự, và đến giai đoạn cuối cùng thì là giai đoạn xuất tinh. Thế thì mỗi một cái giai đoạn nó có một cái thời gian khác nhau. Có những cái người ấy, thì ở cái giai đoạn đầu ấy và giai đoạn thứ hai, tức là giai đoạn hưng phấn, người ta lại kéo dài ra, bởi vì đấy nó hoàn toàn phụ thuộc vào mỗi một cái kiểu quan hệ tình dục của hai vợ chồng khác nhau. Thế thì khi mà anh kéo dài như thế, anh ở trong trạng thái kích thích rất cao độ, thì đến lúc anh đưa dương vật vào trong âm đạo thì đương nhiên cái thời gian nó phải rất là ngắn và anh đã xuất tinh rồi. Thế ngược lại, có những cái người thì người ta lại cái giai đoạn kéo dài ban đầu ấy, thế giờ người ta gọi là khúc dạo đầu ấy, thì nó lại rất là ngắn. Nhiều người, người ta thậm chí những người, người ta không có kiến thức hoặc người ta không thích chẳng hạn, thì người ta lại cái thời gian đấy nó chỉ một vài động tác ấy, là người ta đã tiến hành quan hệ tình dục xâm nhập rồi, thì cái thời gian nó sẽ kéo dài lâu hơn. Ý tôi muốn nói ở đây này là nó phải phụ thuộc vào cái thời gian từ khi bạn bắt đầu có những cái hành vi âu yếm đấy cho đến lúc bạn xuất tinh nhá. Nếu thực sự là nó quá ngắn
Tức là bạn nhiều khi bạn chỉ mới có ham muốn thôi, hoặc là bạn chỉ mới có những cái hành vi kích thích một chút thôi thì bạn đã xuất tinh rồi. Thì những cái dấu hiệu như thế người ta mới nghĩ đến cái việc là có xuất tinh sớm hay không. Thì trong trường hợp của bạn thì như thế này, thực sự là tôi nghĩ rằng cái chất lượng quan hệ tình dục của nó cũng rất là quan trọng ấy. Và phần nào có thể nó cũng ảnh hưởng đến bạn cho nên bạn mới quan tâm, đúng không? Đôi lúc nhiều khi vợ em cũng chưa thấy thỏa mãn, là vợ chưa thấy thỏa mãn thì vợ có khi đùa hay là thật, có khi cũng nói vợ là ôi còn chưa đủ ngứa, nằm mơ là chưa hết. Đúng đấy, đúng đấy. Lo lo. Cho nên là nhiều khi trong những cái hỗ trợ của điều trị những cái bệnh lý liên quan đến xuất tinh ấy, thì vai trò của người vợ rất là quan trọng. Theo tôi thế này, nếu em có điều kiện ý, em có thể xuống Hà Nội nhá. Em xuống các cái bệnh viện mà người ta có cái chuyên khoa về nam học ấy. Ví dụ như là bệnh viện Việt Đức này, người ta có hẳn cái chuyên khoa dành riêng về nam học. Hoặc là bây giờ những cái bệnh ở dưới này, người ta có cái bệnh viện chuyên về nam học và hiếm muộn nhá. Nó nằm ở cuối đường Minh Khai của quận Hoàng Mai, ví dụ như vậy. Hoặc là đến những cái bệnh viện như là trong bệnh viện 103 chẳng hạn, người ta cũng có những cái chuyên khoa về nam học đấy. Chị ơi, em hỏi cái này. Thì người ta sẽ khám cho em. Có phải là tại em, bởi vì là công việc của em ấy đang ngồi lâu quá, nó có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề đấy không chị nhỉ? Rất nhiều các yếu tố sẽ ảnh hưởng tới cái hoạt động của cơ quan sinh dục của em. Những cái yếu tố như là ngồi lâu, rồi là hạn chế vận động, rồi lười vận động, rồi là mắc các cái bệnh rối loạn chuyển hóa, vân vân. Rất nhiều những cái nguyên nhân nó có thể ảnh hưởng tới cái chất lượng của hoạt động của cơ quan sinh dục nhá. Trong đấy nó có cả nguyên nhân bên ngoài, rồi nguyên nhân bên trong nó tác động đến. Nhưng vấn đề quan trọng là em đi khám xem có đúng là em xác định xem em có phải là bị rối loạn xuất tinh không. Đấy, có phải là xuất tinh sớm hay không. Còn khi mà em đã đi khám rồi, bác sĩ nam khoa người ta chẩn đoán là em không phải là người xuất tinh sớm, thì lúc đó mình sẽ quay lại để mình tìm xem các cái điều kiện cuộc sống của mình, công việc của mình nó có ảnh hưởng gì không nhá. Thế nhá, chị chào em. Vâng, xin được chúc bạn sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ Hà Nội. Alo. Alo. Alo, vâng, tôi nghe đây ạ. Vâng, câu hỏi của anh là gì đấy ạ? À dạ, câu hỏi của mình thì nó như thế này. Mình ở quê mà. Vâng. Thì mình hỏi cái này có được không? Ví dụ như là nghỉ hè, thì mình quan niệm là nghỉ hè là được nghỉ. Mình cho con mình nghỉ, không có học hành gì hết. Thế nhưng mà cô đó này cứ bắt nó phải ôn tiếng Việt vào soạn văn đoạn viết, sở học lịch sử, lịch sử. Đấy. Mà thằng cu nhà mình thì nó dở lắm. Nó học càng ngày này càng tốt hơn cô giáo. Lịch sử địa lý toàn 90 điểm, nhưng mà tiếng Việt thì nó được điểm nó thấp, nó không được cao, 7 điểm rưỡi, 8 điểm thôi. Vâng. Thế theo bạn thì tới cho nó nghỉ thì có được không? Anh ấy, anh nói là anh thì muốn cho cháu nghỉ, nhưng mà cô thì lại muốn cho cháu học, là cô giáo hay là cô ở trong gia đình? Cô, là em gái mày ấy. À, vâng, cô ở trong em gia đình. Em gái mày nó cũng là giáo viên đại học mà. À, thế ạ, vâng. Thế nó ép chồng bé này. Vâng. Thực ra là cũng do cái... Vâng, bản thân trong gia đình anh cũng có một chút mâu thuẫn trong giáo dục cháu, đúng không ạ? Mời anh hãy lắng nghe chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi ạ. Xin mời chị. Vừa rồi anh có nói là anh thì muốn cho con nghỉ, nhưng mà em gái của anh thì lại vẫn muốn cháu ôn, đúng không? Dạ vâng ạ. Thế thì thế này. Thực ra đúng là hè thì cái việc mà cho các cháu nghỉ ngơi này, rồi tham gia vào các cái hoạt động, nghỉ ngơi không có nghĩa là ngồi yên một chỗ, đúng không? Nó cũng phải hoạt động, nó phải đi thả diều rồi nhé. Đi câu đi cùng. Rồi, rất tốt. Đấy, chỉ thế thôi. Đấy, đi thả diều này, đi câu này, nhưng phải an toàn nhá. Dạ vâng ạ. Rồi, tuy nhiên thì cái việc mà ôn tập một chút, nó sẽ có tác dụng như này này. Không phải là để tích lũy kiến thức đâu, bởi vì việc đấy là việc ở trong năm học cơ. Nhưng nó như là để không quên cái việc học ý, để đứa trẻ nó có nề nếp ý mà anh, đúng không? Nó không bị ngắt quãng một cái thời gian quá dài. Cho nó khỏi quên cái chữ của cô dạy, đúng không ạ? Một là nó không quên kiến thức, nó có thể nhắc lại một chút này, nhưng quan trọng nhất là cái nếp học ở nhà. Chứ nếu mà ví dụ như nó chơi nhiều quá, thì đến lúc mà bắt đầu vào năm học mới mà cái cường độ học nó căng ý, thì cái đứa trẻ, cái sự thích ứng của nó không được tốt. Thì chắc là cô của cháu là muốn cháu học để cho nó có được một cái sự liên tục như vậy thôi. Thì hai anh em có thể thỏa thuận với nhau
làm thế nào để cho cháu vừa được vui chơi nhưng mà ôn luyện một chút thì cũng được nhá. À, bạn nghe tôi nói này, ban nãy tôi có nói là học không phải là để học trước, không phải là để biết trước, mà ở đây học là để cho nó gọi là có những cái hoạt động học tập để nó tạo thành một nề nếp thôi, hình dung không? Thì cái này là phải trao đổi với cô em để làm sao cho nó có sự thống nhất và để cho đứa trẻ nó không sợ học mà đứa trẻ nó thích học. Cái việc cho trẻ đi học thì tạo tâm thế. Em nói chị có ao to nhất nào. Rồi rồi. Thế nào khổ thằng bé nó bơi tốt lắm, giỏi lắm. Ờ, rồi, tất đấy, cả những em chỉ cho nó đi. Rồi. Em có thể là cho cháu bơi này. À, hiện nay rất nhiều cháu không biết bơi, đấy cũng là điểm thiếu sót của cha mẹ. À, tuy nhiên chị nhắc lại với em là trong chuyện học bơi, trong chuyện bơi của cháu phải rất an toàn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thả diều cũng vậy, cũng phải lựa chọn những cái địa điểm làm sao tránh xa các cái đường dây điện và không bị ảnh hưởng bởi giao thông. Bởi vì nếu mà cháu mà thả diều mà không có người lớn quan sát rồi không có một cái sự an toàn về giao thông cũng không tốt. À, việc chơi của trẻ rất hữu ích, bởi vì với đứa trẻ thì hoạt động vui chơi là một cái hoạt động mà làm cho phát triển rất là toàn diện, nhưng cần phải có đảm bảo sự an toàn. Và thứ hai nữa là việc mà để cho đứa trẻ học một chút để cho nó có tâm thế học tập, nó yêu thích việc học tập là rất quan trọng, chứ không nên để cho nó trở thành một gánh nặng và để cho nó sợ học. Thì cái này rất là mong là em và em gái của em có một cái sự trao đổi để đi đến một cái thỏa thuận và làm cho con em yêu thích cái việc học tập và xen kẽ với việc chơi em nhé. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp gia đình bạn thống nhất được một cách giáo dục cũng như là dạy dỗ con cái của mình ạ. Xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Chương trình được phát sóng vào 10 giờ sáng Chủ nhật và phát lại vào 22 giờ 30 phút cùng ngày. Mời các bạn tham gia chương trình qua số điện thoại 024-7307-0707. Chúng ta cùng kết thúc chương trình ngày hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nghệ An. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Nghệ An ạ. Alo, làm sao chị ạ? Vâng, xin chào chị. Chị ơi, hiện nay là em 43-44 tuổi rồi. Dạ vâng. Nhưng mà vì hoàn cảnh gần em đang còn muốn sinh con. Mà hôm trước là em cũng có đi, nói chung là đi khám nhiều nơi rồi. Nhưng mà hôm trước em mới đi ra bệnh viện Phụ Sản Trung ương đi khám về. Vâng. Thì họ nói là trường hợp của em là em giờ là đang bị u sơ tử cung. Vâng ạ. Với lại tuổi thì cũng cao rồi. Bây giờ em mọi lần nếu mà trường hợp của em thì dù mà để đứa thì có thai được tự nhiên hay không. Tháng 10 năm ngoái thì em cũng có một lần, nhưng mà sau 2 tháng là bị bứ. Từ đầu đến giờ là sau 3 tháng sau thì em không có tháng. Nhưng mà sau họ nói thì dính tử cung thì em có đi nong. Vâng. Thì hàng tháng là vẫn có, nhưng mà có đến chu kỳ, có hình kinh thì có rất ít. Vâng. Thì hôm trước đây là em cũng mới đi khám được những nửa tháng rồi, là ở bệnh viện Phụ Sản Trung ương thì họ có nói là trường hợp của em thì khó, nhưng mà nếu mà có thì cũng khó dư. Thì em có nguyện vọng là muốn đi thụ tinh, nhưng mà cũng khuyên là không nên. Vì nếu mà mình mà cứ đi làm như nữa thì cũng có thể có trường hợp như thời gian trước mình tỏ đây, nó bị hư là xảy ra. Vâng. Em muốn lời khuyên là để theo em thì nên làm thế nào. Vâng, chị đang rất là mong muốn sinh thêm con, tuy nhiên thì tuổi cũng khá cao rồi đúng không ạ? Và bác sĩ của chương trình chúng tôi là chị Hoàng Thúy Hải sẽ tư vấn cho chị nhé. Xin mời chị lắng nghe. Tôi chào bạn. Chị ạ. Tôi rất xin lỗi là tôi muốn hỏi vì sao bạn lại muốn sinh thêm cháu ở lứa tuổi này vậy? Lúc ấy em cũng có sinh 2 đứa con rồi, nhưng mà tháng 5 năm 2015 là bị một cháu là bị mất chị ạ. Nên giờ còn một cháu Khải nữa. Nên mà đang ít con thì em cũng tuổi thì cao rồi, nhưng mà hoàn cảnh gia đình thì em cũng muốn sinh, mà có trước đây thì em cũng sinh về chứ không khó. Nhưng mà giờ thì nhiều tuổi rồi thì em đi khám khắp nơi thì họ nói như thế. Mà em cũng chưa tự tin là mình không thể thính được nữa, cho nên em muốn hỏi ý kiến bác sĩ là cho em lời khuyên theo như các bác sĩ thì giờ em nên làm thế nào.
Thực sự thì tôi rất là chia sẻ với cái hoàn cảnh của bạn. Và đúng là bây giờ thì việc mình mong muốn có một đứa con nữa nó cũng rất là chính đáng, đúng không? Và nó cũng động viên được mình rất là nhiều. Thế nhưng mà tôi cũng phải nói với bạn rằng là cái cơ hội đối với bạn bây giờ là rất khó. Mình đã 41 tuổi rồi, cái nội tiết của mình nó đã không tốt như trước. Thêm vào đó thì cái tử cung của mình, cái niêm mạc của nó lại bị dính. Thế lại còn có cả cái u xơ tử cung nữa. Thế cho nên là kể cả bạn có đi thụ tinh trong ống nghiệm, tức là hỗ trợ sinh sản, thì cái phôi thai đó nó có làm tổ trong tử cung đi chăng nữa, mà nó làm đúng vào cái chỗ của u xơ, hoặc nó làm tổ đúng vào cái chỗ mà nó bị dính, thì cũng không tốt. Một là nó sẽ bị đẩy ra, và hai nó có trụ lại được. Thì trong quá trình phát triển của thai, khi mà thai lớn lên á, thì cái u đấy nó cũng sẽ chèn vào cái thai nhi. Đấy, thì tất cả những cái đấy nó đều gây ra cái nguy cơ rất không tốt cho sức khỏe của bạn, cũng như là sự phát triển của cái thai nhi. Thế cho nên tôi thì thực ra là nếu đúng ra về mặt y học thì tôi khuyên bạn là nói chung là mình cũng không nên quá ép ở trong cái trường hợp này. Đấy, tập trung nuôi dạy cho cái cháu nó phát triển sau này, rồi nó tốt, nó sẽ phụng dưỡng mình, có hiếu với mình, cuộc sống của mình nó sẽ hạnh phúc. Chứ còn bây giờ mà để quyết định là có một vấn đề có thai nữa thì nó là cả một vấn đề đối với bạn. Và bạn phải biết rằng nếu bạn chấp nhận thì bạn sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ. Và tôi khuyến cáo luôn là kể cả bạn có thụ tinh trong ống nghiệm đi chăng nữa thì cái tỷ lệ thành công nó cũng dưới 40%. Đấy là ở những người còn trẻ tuổi hơn bạn rất nhiều, chứ không phải ở lứa tuổi như của bạn nhé. Thế thì tốt nhất là nếu như bạn thực sự có nguyện vọng thì bạn phải đến cơ sở y tế chuyên về cái lĩnh vực này. Ví dụ như là bệnh viện phụ sản trung ương đấy, hoặc là những cái bệnh viện mà người ta có rất nhiều kinh nghiệm thì người ta mới có thể tư vấn và hỗ trợ cho bạn được. Em cũng đi ra bệnh viện phụ sản trung ương thôi chị ạ. Nhưng mà bác sĩ Hời làm ở bệnh viện phụ sản trung ương đó là bác sĩ cũng nói như chị nói, cho nên mà em cũng hỏi thêm để các chị vô tư vấn thêm gì em có tự lên làm sao. Còn em thì em cũng đi ở bệnh viện phụ sản trung ương thôi. Các bác sĩ ở ngoài đó thì họ cũng bảo thế. Thế thì thôi, không có gì phải áy náy nữa nhá. Chứ còn bây giờ thì thực ra thì khuyên bạn thì tôi cũng thấy rất là khó, nên chỉ có thể chia sẻ với bạn được như thế thôi nhá. Thế cảm ơn bạn nhá. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ, và chúng tôi cũng xin chúc chị sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình. Xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Các bạn thân mến, 45 phút phát sóng của chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu của chúng ta hôm nay đến đây là hết.